Người đàn bà bán ve chai đổi đời nhờ nhặt được túi vàng tiền tỷ nhưng nhận cái kết không ngờ. Quý vị thính giả thân mến, một ngày, người đàn bà mua bán ve chai bỗng đổi đời, mua xe tay ga, mua nhà nhờ, nhặt được túi vàng tiền tỷ. Tin tức trên báo Gia đình và Xã hội cho biết, trong những ngày tháng cuối năm 2013, những người dân ở xã ấp 1, xã Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn rỉ tay nhau về câu chuyện lên đời của người đàn bà bán ve chai tên Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi. Bao nhiêu năm cầm cụ làm nghề lượm ve chai, gia cảnh bà Hằng vốn chẳng lấy gì làm sung túc. Vậy mà đùng một cái, người đàn bà nghèo khó làm lũ, gặp vận may rồi tuyên bố trở thành đại gia liền một lúc bà hằng thỏa sức sắm sửa vật dụng đắt tiền mua đất dựng nhà hết hàng trăm triệu đồng họ hàng nội ngoại gần xa bà phân phát lọc cho mỗi người hai chỉ vàng riêng hai người con lớn thì được mẹ trọng lượng cho mỗi người một chiếc xe tay ga loại xịn kèm theo một khoản tiền lớn để làm ăn chưa hết bà còn mua quà cáp mà món nào cũng giá trị tặng cho tất cả mọi người trong xóm trọ khi được mọi người dò hỏi về nguyên nhân khiến bà đổi đời, bà Hằng cho biết là mình trúng số độc đắc, còn mặt mũi tờ vé số như nào thì tuyệt nhiên bà không hé lộ cho bất cứ ai biết. Cùng thời điểm bà Hằng lên đời thì một gia đình khác đang lao đao vì khối tài sản khổng lồ, bỗng không cánh mà bay. Tin tức trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuối tháng 7 năm 2013, Công an quận 6 nhận được tin báo của bà TTI, phường 9 quận 6 về việc bà bị mất trộm một túi sách bên trong có bọc tiền vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Theo khai báo của nạn nhân tài sản trong túi, bao gồm có 33 cây vàng 4 số 9, một số những bằng vàng và bạc có đính đá quý, hai dây chuyền vàng và 60 triệu đồng. Cơ quan điều tra đặc biệt lưu ý đến chi tiết mà bà Y cung cấp Buổi chiều hôm đó bà đẩy bột tiền vàng trong căn phòng phía cuối nhà. Căn phòng này có cửa hậu trổ ra phía sau. Vào thời điểm mất trộm từ bên ngoài trời đổ mưa lớn, có một phụ nữ đi mua ve chai đứng trú mưa bên hiên nhà. Mãi mê công việc nhà, một lúc sau bà Y mới nhớ đến túi tiền vàng, liền chạy vào kiểm tra thì phát hiện khối tài sản khổng lồ đã bốc hơi. Còn người phụ nữ mua ve chai cũng đã biến mất từ lúc nào. Từ trình báo của nạn nhân, công an quận 6 đã tung các trinh sát hình sự lần theo dấu vết nghi can là người phụ nữ mua ve chai. Tuy nhiên, trinh sát phát phải khó khăn do nghi can ở địa phương khác đến, không biết tên tuổi và nơi cư trú rõ ràng. Hơn nửa tháng đồng trả xác minh, cuối cùng các trinh sát đã thu được kết quả. Qua sàng lọc những người đi mua ve chai trên địa bàn nổi lên, Nguyễn Thị Hằng có những hành vi bất minh. Xác minh nơi bà Hằng trú ngụ hàng xóm cho biết họ bất ngờ khi thấy vợ chồng bà Hằng lâu nay Mua bán ve chai nghèo khổ bỗng phất lên, sắm xe tay ga đời mới, mua nhà đất. Lên đời chưa được bao lâu thì ngày 8 tháng 8 năm 2013, bà con ấp một, những người vừa chia vui với bà Hằng thì lại ngao ngán khi thấy hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến đọc lệnh bắt và khám nhà người phụ nữ trúng số. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 63 triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng bạc. Mang theo chứng cứ, tổ khám xét tiếp tục áp tải bà Hằng đến nhà bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1965, ngụ tại ấp 1 xã Tân Kiên, để thu hồi tài sản. Sau khi được cơ quan chức năng thông báo sự việc, bà Thu đã giao nộp chiếc hộp thiết em gái gửi giữ dùm. Kiểm tra bên trong, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 10 triệu đồng, 6 nhẫn vàng 4 số 9 loại, 5 chỉ, 3 cây, 8 nhẫn có đính đá các loại, hai mặt dây chuyền hình Phật bằng đá xanh, một vòng tay màu trắng có nạm đá. Khi điều tra viên kiểm tra chiếc túi ni lông có tờ giấy nhỏ bên trong, Hằng vội giật lại nhưng bất thành. Hóa ra, đó là giấy ghi nợ hàng cho ông Tây mượn 50 triệu đồng. Con nợ được triệu tập làm hé lộ thêm một mảnh đất nữa mới được hàng mua bằng tiền phi pháp. Theo ông T sau khi vay của hàng 50 triệu đồng nhưng không có tiền trả, ông đã cấn nợ bằng một miếng đất trị giá 100 triệu đồng. Thông tin từ cơ quan điều tra cung cấp sở dĩ bà Hằng Bỗng Dân có được khối tài sản kết xù đó là do trộm cắp từ một nạn nhân ngụ quân sáu thành phố Hồ Chí Minh. Theo khai nhận của bà Hằng thì trong quá trình đi lượm ve chai và xin đứng trúng mưa phía dưới hiên nhà của nạn nhân, người phụ nữ này tình cờ phát hiện được bao xếp lớn chủ nhà để hớ hên bèn ra tay cưỡng mất. Sau khi về đến nhà bà Hằng mở bao xếp ra mới phát hiện, bên trong có 33 lượng vàng, hàng chục nhẫn vàng và hơn 60 triệu đồng, tổng tài sản ước tính lên đến hơn 1 tỷ đồng. Để mọi người không nghi ngờ về số tài sản bất chính vừa châm chỉ được, bà Hằng đã dựng lên câu chuyện tấm vé số độc đắc. Vụ án đã khép lại nhưng để lại bài học nhắc nhở nhiều người nên cất kỹ tài sản ở mọi lúc mọi nơi, không nên hớ hên lơ đễnh sẽ làm mồi cho trộm cắp. Cụ già xin ăn tích góp 25 lượng vàng trong 20 năm, ngựa nón ăn xin khắp chợ, Mỗi ngày cụ cưng được bố thí từ 100 đến 200 ngàn đồng nhưng không dám ăn xài để dành cuối tháng mua vàng về xỏ sâu. Suốt tuần qua, người dân khu vực giáp biên giới Campuchia của tỉnh Đồng Tháp xôn xao chuyện cụ bà ăn xin Nguyễn Văn Cưng, 86 tuổi, bị nhóm thanh niên cướp mất 25 lượng vàng. Công an huyện Tam Nông sau khi bắt được năm nghi can, thu hồi một số vàng và tiền đã cử cán bộ đưa cụ về tá túc với người cháu gái ở huyện Tân Hồng tiền bà con cho mình phải biết tiết kiệm, không thể xài hoang phí. Cụ cưng nêu quan điểm và cho biết cuối tháng chỉ biết mua vàng cất giữ trong người. Trong căn nhà sàn đơn sơ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Dùng gọi ông cưng bằng cầu Úc. Cụ ông râu tóc bạc phơ chậm rãi kể về quãng đời mưu sinh cơ cực. Cha mẹ ông là Việt Kiều Campuchia, nhiều năm sống ở biển hồ bằng nghề đánh bắt cá tôm. Nhà có năm anh em nhưng hiện tại chỉ còn mình ông là còn sống. Tôi từng lấy vợ năm 21 tuổi, Hai năm sau bà ấy qua đời mà chưa kịp sinh con Năm 1970 mẹ tôi mất Anh em lên tàu về sống ở Việt Nam 25 cây vàng bị cướp là tài sản tích cớp được sau 20 năm sinh ăn Ông cho biết Những ngày đầu mưu sinh ở Đồng Tháp Ông cưng nay đây mai đó trên chiếc xuồng ba lá dọc theo các dòng kênh ven biên giới để bắt ốc, hái rau bán kiếm sống. Những năm 1980, ông cưng chuyển sang nghề bốc vác gần bến tàu Hồng Ngự, cho đến khi không còn làm được công việc nặng nhọc, cách nay hơn 20 năm không nhà không đất ông cưng được gia đình chị dung bảo bọc một hôm ông khăn gói ra ngoài mà không nói với ai lời nào người thân tưởng ông đi thăm bạn bè nhưng ba bốn tháng sau không thấy về mấy người hàng xóm có dịp qua chợ ở thị trấn tràm chim huyện tam nông thấy ông ngửa nón xin tiền mọi người nên về báo cho chị dùng biết người cháu gái nhiều lần đến khuyên cậu về nhưng nằm nhà vài ngày ông lại khăn gói lên đường hành khất vài tháng cậu út về ở hai ba ngày rồi lại đi cậu nói không cho đi ăn xin thì chỉ có chết vì nằm nhà hoài không chịu được. Còn cháu đôi lần thấy cậu mang tiền vàng ra kiểm tra nhưng không ai biết có đến 25 lượng vàng. Mới về nhà vài ngày và vừa bị cướp nhưng cậu Út vẫn nằng nặc đòi đi xin ăn tiếp. Lần này gia đình quyết tâm không cho cậu đi, chị dùng kể. Ông Cưng kể, không chỉ ăn xin ở Tam Nông mà còn đi khắp các chợ ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và khu vực ven biên giới Campuchia mỗi ngày ông được cho 100 tới 200 ngàn đồng. Nhiều khi vào quán mua cơm nhưng thấy ông đi xin, chủ quán cũng không lấy tiền. Nghĩ tiền của thiên hạ bố thí phải biết tiết kiệm, dành dụm nên cuối tháng ông thường ghé tiệm vàng mua nhẫn trơn để dễ xỏ vào sâu, chắc chiêu từng đồng, có tháng xin được nhiều tiền, ông mua đến hai chỉ vàng. Khoảng 4 năm nay, sức khỏe khá yếu nên ông chỉ quanh quẩn ở chợ huyện Tam Nông. Sau một ngày ăn xin, ông ra bến sông gần khu vực bán thực phẩm tắm giặt, tối dăng mùng ngủ trên sạp bỏ trống của tiểu thương. Trước đêm bị cướp, tôi ghé tiệm vàng mua 1,5 chỉ với giá mỗi chỉ là 3,2 triệu đồng. 25 cây vàng tôi xỏ thành sâu, bỏ trong túi quần hai lớp để tránh bị rớt. Gần nửa đêm, hai thanh niên vén mùng làm tôi thức giấc, một tên bóp cổ bụng miệng, tên còn lại hốt mất hai chiếc quần, nên tôi chỉ còn cái khăn quấn ngang thắt lưng. Ông cụ kể và cho biết sáng sáng hôm sau, tiểu thương biết chuyện đã cho ông chiếc quần và cho xe chở ông đến công an huyện Tam Nông trình báo. Chờ thực phẩm Tam Nông, nơi ông cưng bị cướp, Hiện cơ quan điều tra xác định Trần Quốc Việt ở thị trấn Tràm Chim cầm đầu nhóm cướp, thanh niên 28 tuổi này khai nhận đã cùng đồng bọn Cao Văn Sang 19 tuổi, Lê Đức Duy 18 tuổi cùng ngụ Tràm Chim và Nguyễn Văn Tài 17 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh cướp tài sản của cụ Cưng vào tối ngày 21 tháng 12. Trước đó phát hiện cụ Cưng vào tiệm mua vàng, việc cùng đồng bọn lên kế hoạch ăn hàng. Theo đó, cả nhóm đi xe máy đến khu bán thực phẩm của chợ Tam Nông chờ cụ Cưng ngủ sang tìm cách la cà uống rượu với một người đàn ông thức khuya trong chợ để đánh lạc hướng duy canh đường để việc tài tấn công nạn nhân lột cả hai chiếc quần chứa tiền vàng rồi bỏ trốn sau khi cướp được nhiều vàng cả nhóm chia nhau bán lấy tiền xài trước khi gây án trần văn thanh dân có tham gia bàn bạc bà kế hoạch nhưng thanh niên này không đến như đã hẹn và sau đó được việc cho một nhẫn vàng rồi nhờ người bán lấy tiền tiêu xài đến nay công an chưa thống kê hết số vàng việc giữ và chia cho đồng bọn đối với tài sản thu được Ngoài trên 29 triệu đồng còn có khoảng 7 cây vàng gồm 56 nhẫn vàng, 24 chiếc loại 1 chỉ và 30 chiếc nhẫn loại 5 phân, hai nhẫn loại 2 chỉ, một lắc đeo tay, một dây chuyền màu vàng. Công an tạm bàn giao trên 9 triệu đồng để ông cương tiêu xài cá nhân và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.